Em tên là gì? Em tên là Jenny. Jenny, em bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay em 17 tuổi rồi ạ. À, 17 tuổi. Bố em làm nghề gì? Bố em là bác sĩ. Bố là bác sĩ. Còn mẹ? Mẹ em là ca sĩ. Ôi, mẹ là ca sĩ thì con phải hát hay nào. Em có thể hát tặng thầy và các bạn một bài được không? Được. Rồi, em hát bài gì? Bụi phấn. Ô, bài bụi phấn. Hay quá. Chúng ta hãy dành cho bạn một tràng vỗ tay đi ạ. Khi thầy viết bài bụi phấn rơi rơi, có hàng bụi nào chơi trên bụi rào, có hàng bụi nào vẫn trên tóc thầy. Em yêu phút giây này thầy để cho em bài học hay. Mai sau lấy nên ngày, làm sao có thể nào quên ngày xưa từng dạy dỗ khi em tuổi còn thơ. Ôi,